Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 19 tháng 12 của Dusan Vina. Bản tin trưa nay sẽ có những tin chính sau đây. Giới thiệu kê sinh chế tạo van trụ nước chữa cháy của tổ phòng cháy chữa cháy đội EHS. PI tổ chức họp phản hồi và hiệu chuẩn kết quả đánh giá OE Team 6 tháng cuối năm. Quy định mới và thống kê về tình trạng sử dụng điện thoại di động tại nơi làm việc. Tiết kiệm chi phí mua thiết bị để thay cụm van trụ nước chữa cháy ngoài bằng cách kê sơn cụm van theo mô đồ mới là những gì mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn trong bản tin hôm nay. An toàn luôn là một vấn đề mà công ty đặt lên hàng đầu. Trong đó, việc đảm bảo khả năng ứng phó kịp thời khi có cháy là nội dung mà bộ phận phòng cháy chữa cháy hết sức coi trọng. Tại công ty và khu chung cư Vạn Tường, có tất cả 26 trụ cung cấp nước chống cháy. Tuy nhiên, một vấn đề tổ đang phải trăn trở là các van chữa cháy sử dụng lâu ngày thường bị hư hỏng, không có thiết bị thay thế, nên xảy ra tình trạng thất thoát nước trong đường ống. Vì vậy, phải cô lập trụ nước bị hư hỏng, dẫn đến không có nước để sử dụng khi cần chữa cháy. Trước khi xây trình, thì cái cụm van này là mình đã dùng lâu ngày rồi, 10 năm nay của Dusan rồi là nó bị hỏng. Anh em mới có bước đầu là nó làm một cái mặt bích để bịt cái cụm van lại, nhưng mà thấy cũng hiệu quả tức thời thôi. Khi mà có sự cố trở ra thì chúng ta sẽ không thể làm mà có nước để chữa cháy khu vực đó được. Trước khó khăn này, các thành viên tổ phòng cháy chữa cháy đội EHS đã tiến hành thảo luận ban bi hoa đông với sự hỗ trợ của tổ quản lý và đã đưa ra nhiều giải pháp khác nhau. Trong đó có một giải pháp được mọi người đồng tình thực hiện, đó là dùng bình chữa cháy khí CO2 đã sử dụng, ống phi 65 của dự án cậu cắt, tiện ren tạo thành cụm van hoàn chỉnh kết nối với cột nước. Tận dụng cái thiết bị cũ của mình đó, như bình chữa cháy MT3 đó, do cắt đâu rồi, là từ đó chúng ta phải đi hòn một hai cái cụm van hai bên cũng như trụ nước là để thành hoàn thiện cái cây sinh đó. Cũng nhận của tôi còn của Vũ cũng như anh em trong đội ấy, là cái thứ nhất là khi làm được cái cụm van này là chúng ta chủ động trong việc thay thế cái thiết bị mới nó cho cái trụ nước chữa cháy ngoài trời, và từ đó là chúng ta sẽ giảm cái chi phí để mua cái cụm van mới, và cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ sử dụng được cái hiệu quả trong việc chữa cháy, từ đó chúng ta giảm cái thiệt hại ở mức thấp nhất khi cháy nổ xảy ra. Cải tiến đơn giản này đã giúp đội tiết kiệm chi phí mua thiết bị mới thay thế, đảm bảo luôn có thiết bị dự phòng thay thế kịp thời và đảm bảo quá trình chữa cháy không có bất cứ rủi ro cản trở nào. Để việc đánh giá nội bộ hoạt động OE cuối năm diễn ra tốt đẹp, bộ phận BI đã có buổi họp phản hồi và hiệu chuẩn kết quả cùng các CA trên toàn công ty, đồng thời lựa chọn cây sinh xuất sắc để tham gia thi đấu vào cuối tháng 12. Tham gia buổi giải thích kế hoạch đánh giá hoạt động OE là 18 CA trên toàn công ty. Họ đã có một buổi trao đổi về những thay đổi trong việc bộ phận tự đánh giá và trao thưởng nội bộ để tạo động lực thực hiện liên tục hoạt động cải tiến và phản ánh kết quả hoạt động cải tiến vào điểm thành quả MBO năm 2017 của từng xưởng, bộ phận. Trong thời gian 60 phút, các CA đã có buổi thảo luận sôi nổi quanh một số nội dung về điều chỉnh trong hoạt động OE 6 tháng cuối năm, phương pháp mới về đánh giá nội bộ bởi xưởng, bộ phận, thực hiện phản hồi và hiệu chỉnh bởi bộ phận chủ quản là BI, thi đấu trao giải và phản ánh kết quả MBO. Thông qua buổi hội thảo này, các CA có thể nắm bắt đầy đủ thông tin và có định hướng rõ ràng để dẫn dắt hoạt động OE tại khối và nhà máy của mình đi đúng mục tiêu và có thể đạt được thành quả cao hơn. Tại buổi thảo luận, đại diện bộ phận BI cũng đã chia sẻ báo cáo kết quả hoạt động, những vấn đề còn tồn đọng. Ngoài ra, còn hướng dẫn các CA sử dụng tiêu chí đánh giá hoạt động OE năm 2017, đánh giá phân loại level 1, 2, 3, 4 và tiêu chí đánh giá thi đấu kê sinh năm 2017. Ngay sau buổi họp, các nhà máy và khối đã tiến hành đánh giá chéo các chủ đề và kết quả đó sẽ được trình các giám đốc phê duyệt. Nhằm hạn chế những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra do lỗi sử dụng điện thoại di động không đúng nơi, đúng lúc của người lao động, Dusan Vina đã đưa ra quy định nghiêm cho việc này và bước đầu ghi nhận những kết quả đáng khích lệ. Nhằm hạn chế tối đa các tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra liên quan đến việc sử dụng điện thoại di động, đội EHS đã xây dựng quy định hướng dẫn quản lý sử dụng điện thoại di động và tổ chức tuyên truyền quy định mới bằng nhiều hình thức phong phú và liên tục như gửi mail hàng ngày yêu cầu các cấp quản lý nhắc nhở cấp dưới về email thống kê tình trạng vi phạm cuối ngày, gửi thư tuyên truyền đến các tổ, tuyên truyền trên kênh DVTV và radio hàng ngày, tuyên truyền trên hồi báo EHS,
treo băng rôn biểu ngữ hướng dẫn tại các xưởng, nhân viên AHS trực tiếp xuống từng tổ để hướng dẫn, v.v. thì tình trạng người lao động sử dụng điện thoại tại khu vực làm việc và nơi cấm sử dụng điện thoại đã tạm đi vào ổn định. Theo con số báo cáo thống kê của AHS tính đến ngày 30 tháng 11, tức là sau 22 ngày áp dụng quy định mới, thì nhà máy MHS có số lượng người vi phạm cao nhất với 59 lượt và thực hiện tốt nhất là khối QAD với chỉ 6 lượt. Để tăng cường tính nghiêm khắc của quy định, kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2017, AHS sẽ lập biên bản vi phạm đối với những trường hợp sử dụng điện thoại trong khu vực cấm hay còn gọi là Red Zone, làm cơ sở cho việc xử lý kỷ luật. Và cũng từ ngày 1 tháng 12 đến nay, tình trạng vi phạm gần như đã không còn nữa. Đó là một kết quả đáng mừng và đội AHS công ty mong muốn toàn thể người lao động cần lưu tâm chấp hành quy định này một cách nghiêm túc để đảm bảo an toàn cho bản thân và đồng nghiệp, cũng như góp phần nâng cao văn hóa an toàn của công ty. Tiếp tục bản tin trưa hôm nay, mời các bạn cùng xem một đoạn phim ngắn về giáo dục an toàn trong lao động, sản xuất, sinh hoạt hàng ngày và một đoạn clip ngắn về các khoảnh khắc thể thao đáng nhớ. Bản tin trưa nay của Dusan Vina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời các bạn truy cập vào website youtube.com với từ khóa Dusan Vina DVTV V8N92. Đồng thời, các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin về Dusan Vina thông qua các mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và Issue với từ khóa Dusan Vina. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.